Rồi chị ơi. Chúng ta làm xong nha, cũng đưa ra ý kiến là có phải sàn thương mại này, có văn phòng này, và Mai đã hình dung được cái lượng hàng đến bao nhiêu? Cái hàng sẽ có diện tích khoảng 30 50 với 30 50 văn phòng. Ok. Rồi. Tân còn bổ sung ý kiến nào không ạ? Theo mình nữa thì là thì khách hàng của mình thì là hai khách hàng chính là văn phòng và thương mại, thì diện tích tối thiểu 50 mét vuông nó sẽ 8 đô. Ok. Rồi, okay, đã hình dung đúng rồi đấy. Thì khi đi ra ngoài ấy, thì chị cũng đã nốt ra. Vì thường thường khi mà chị kết nối kinh doanh ấy, thì chị phải biết được là chân tướng khách hàng là ai, để nói cho mọi người, truyền thông cho mọi người, để mọi người biết được là có ai giới thiệu khách hàng tôi, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ có khách hàng như là thương mại, văn phòng, và cái mô hình thứ ba này chắc là sẽ triển khai tiếp theo các năm nay, cuối năm nay hoặc đầu tiếp theo là cái mô hình về chọn gói. Nhưng mà chúng ta sẽ có là chuỗi khách hàng với nhu cầu tìm kiếm mặt bằng kinh doanh trên đế, trung tâm thương mại, sở bạn. Nói tóm lại là cứ dưới chân đế là chúng ta là khách hàng tiềm năng nha. Đấy, nói hình dung cho mọi người dễ hiểu. Chúng ta mặt phố chúng ta cũng làm nhưng nó cũng mạnh, nhưng mà chúng ta chân đế là nó là vô cùng yêu thích của chúng ta. Đó. Và thứ hai là khách hàng tìm kiếm đặt trụ sở tại 12 quận nội thành Hà Nội, từ 50, 30, 110 nghìn mét vuông chúng ta đều có. Và ngân sách thì có thể là hạng D như các em đang đưa ra, từ 8 đô đúng không ạ, 9, 10 đô đến 20, 25, 40 đô. Đó, chúng ta hình dung. Và cái thứ ba là công ty mong muốn tìm phòng chọn gói sẽ đáp bản bếp, thì thực ra dữ liệu này cũng có đầy ra. Ok. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nói thứ hai mà chị đang muốn nói đến trước khi mà chúng ta làm thế nào để nhớ hàng lâu sâu, thì nó liên quan đến một cái quy trình, một cái bước trong cái quy trình cho xem như thế này. Vậy thì quy trình chăm sóc khách hàng update ngày hôm nay mà chị muốn thông điệp cho các em, vậy thì trước khi sang cái update ngày hôm nay thì một bạn có thể nhắc lại cho chị về cái quy trình hiện tại mà các bạn đang làm theo, như các bạn đang làm đấy, nhớ rằng bạn đang của các bạn đấy. Mai là người học mới nhất, mai nhớ không? Quy trình chính thức ạ. Ừ. Bước một là tìm hiểu thông tin khách hàng. Thứ hai là khi mà có thông tin rồi thì mình hỏi nguồn, gửi mặt bằng cho khách hàng. Và bước thứ ba là tương tác và muốn khách hàng đi xem. Đi xem xong thì về nói chung mình tiếp tục tương tác và bám sát khách hàng, và xem là khách hàng có cái khúc mắc hay là gì vướng mắc gì không, và sau đó mình sẽ gửi thư cháu thuê. Gửi chuyên gặp về xong để làm khám khách hàng hoặc giúp khách ạ. Đúng không nhé? Các anh nhớ được chứ? Chị Chu không? Tân nhớ không? Chị Chu thì em không biết, không chính xác được. Tân đến lắm. Như của Mai thì nó tương đối, nhưng mà bỏ qua một số bước là hướng dẫn khách đàm phán và xử lý từ chối. Ừ, xử lý từ chối rất hay, không biết đúng không? Ok rồi, thế thì ra chị nói với em là phải có quy trình. Quy trình là mục đích giúp bạn tối ưu hóa công việc, dễ dàng nắm bắt, nhớ được công thực hiện và cần cai ra kịp thời. Thực ra là nếu như em bữa là chúng ta có khách hàng lần đầu tiên này, xong thứ hai, thứ ba, thứ tư, năm rất dễ, nhưng mà các em để là sau em nói rất khó. Nên vì sao chị Vinh nói rằng là khi mà chúng ta muốn làm chuyên nghiệp lên ấy, chúng ta đều phải quy ra làm quy trình nó như thế nào, đúng không ạ? Vậy thì quy trình trước em đang học nhưng hôm nay chị update để nó liên quan đến cái bài training của chúng ta về khách hàng lâu và sâu như thế nào. Thì quy trình update như sau. Bước thứ nhất, lên danh sách khách hàng mục tiêu. Không biết các em có làm không, nhưng từ tháng trước chị đã bắt đầu lên danh sách khách hàng mục tiêu. Ví dụ như là chị có khoảng tầm, Vũ nói là đang chăm sóc 38 khách hàng mục tiêu, đúng không ạ? Chị viết toàn bộ 38 khách hàng mục tiêu trong tháng này. Đó là khách hàng mà cô cần phải biết là ngày hôm nay sẽ làm gì với họ. Ngày hôm nay là mùng 3, mùng 4, mùng 5, mùng 6, mùng 7. 38 thực ra là không đến không? Chị chỉ cần đưa chị khoảng 20 khách hàng mục tiêu trong một tháng thôi. Tức là khách hàng mới có làm gì nha? Những khách hàng mục tiêu này đó là tôi cần phải biết ngày hôm nay tôi cần làm gì với những ông này. Là đầu tiên là chúng ta phải lên danh sách khách hàng mục tiêu của chúng ta và viết ra một tờ giấy, viết những cái nhật ký để làm đấy. Rồi, bước thứ hai là chúng ta phải tiếp cận khách hàng. Đúng không ạ? Tiếp cận khách hàng thì có những cách nào? Tiếp cận khách hàng. Khi có khách hàng mục tiêu rồi, chúng ta cần phải tiếp cận họ. Ví dụ như là bên nhà tiệc cưới Queen Me mà tôi đang xác định, em có khách hàng mục tiêu là anh Queen Me rồi. Thì hôm nay em biết em cần phải làm gì với anh ấy không? Đúng không ạ? Đấy gọi là tiếp cận. Like, comment, gửi mặt bằng, ABC rất là nhiều cái khác. Đúng không ạ? Đấy gọi là tiếp cận họ mà. Mai nghe nha, để hiểu được vấn đề. Sau khi tiếp cận khách hàng này rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ điều tra họ. Không biết các em đã làm thủ tục này chưa? Nhưng chị nói cái từ khóa này để các em, vì sao quá trình mà chị nghĩ là cai xem lên, update lên, những cái quy trình nó dễ hiểu hơn. Điều tra về khách hàng này đúng không ạ? Ví dụ như là khi mà tôi cũng bảo là hôm trước mình ngày hôm qua chị nói cũng bảo là
em có tìm được 10 khách hàng nhưng em phải 3 khách hàng em cảm giác họ thực sự là tiềm năng để em dành hết 80% công lực của em để chăm sóc họ, để mời họ đi xem. Tức là em phải dành thời gian điều tra họ đúng không? Em lên Facebook em xem họ là ai. Ví dụ như thằng Sakoko nó có bao nhiêu điểm, hay là thằng trung tâm Anh ngữ Apollo hay là gì đấy của Tuấn đấy, Tuấn đang chăm sóc, nó có bao nhiêu điểm, ông này là chức vụ gì trong cái đấy, ông ấy có Facebook không, đúng không ạ? Chúng ta phải điều tra họ chứ. Tại vì khi mà muốn chốt người ta thì mình phải hiểu họ là ai, và đặc biệt họ rất thích được người khác khen nha. Khi mình gặp đầu tiên mình bảo ôi em ơi, đi trung tâm Anh ngữ của anh có 10 điểm đẹp thế. Như chị nói là con là chị đang học tiếng Anh với con em ạ, đến bài trung tâm tiếng Anh Apollo được test trung tâm, họ có thích không, thích lắm luôn đấy em. Cho nên chúng ta phải từ từ thực hiện cái bước điều tra họ. Rồi đến cái bước 4 là gì ạ? Giới thiệu sản phẩm. Trong cái trong một cái video mà chị có cách để thuyết trình một sản phẩm đấy, không biết các em đã nghe chưa và nghe lại. Cái đấy cực kỳ quan trọng. Khi bạn có một sản phẩm, ví dụ như ngày hôm nay chúng ta có một cái dự án về linh đàm về, có một cái dự án về linh đàm về thì chúng ta giới thiệu như thế nào để họ hấp dẫn. Thực ra là giới thiệu từ người rất nhiều cách. Có mặt bằng, cưới, xong bắt đầu để họ phản hồi cũng là một cách giới thiệu. Nhưng tuy nhiên chúng ta phải giới thiệu sản phẩm như thế nào để cho khách hàng cảm thấy là nó thật sự là hấp dẫn, đúng không ạ? Thông thường như chúng ta gửi xong và chúng ta cùng bốc máy, chúng ta gọi và gọi chúng ta tư vấn cho họ để họ thấy được là à, mình rất hiểu biết về sản phẩm này, để xem họ đã xem chưa, nếu họ xem rồi họ đánh giá như thế nào, cũng là một cái cách làm, đúng không ạ? Đấy thì là cách giới thiệu sản phẩm cũng phải có quy trình. Rồi sau khi mà giới thiệu sản phẩm và chúng ta có một loạt các sản phẩm như thế rồi thì chúng ta bắt đầu mời khách đi xem theo bước 5. Bây giờ nó chuyển sang bước 5. Khi mà giới thiệu sản phẩm xong thì phải mời họ đi xem, đúng không ạ? Ấn định thời gian, chỉ có bước 5, chỉ có gặp khách hàng thì chúng ta mới có hy vọng được chốt deal. Cho nên cái bước 5 này bước không thể thiếu, đúng không ạ? Tất cả những bước như trên là mục đích là để gặp họ, để họ đi xem cái mặt bằng của mình. Sau khi bước 5 cái rồi, có sao chị sẽ bước 7 nữa nhỉ? Thì bước 6 luôn. Bước 6 là bước xử lý từ chối các em nhá. Bước 6 là bước xử lý từ chối mà các em vừa đưa ra. Chắc chắn rồi, khi đi xem về này khách hàng sẽ bảo ôi em vị trí xấu đó, em ơi anh muốn đàm phán này ABC, đúng không ạ? Có rất muôn vàn cái bước mà chúng ta cần phải xử lý. Ví dụ như là khách hàng bảo là không có chỗ để xe thì mình phải xử lý chứ, mình là nói là ổn đúng rồi chị ạ, không có chỗ để xe. Nếu như thế thì no, không bao giờ chúng ta chốt được deal, đúng không ạ? Nếu như không có chỗ để xe thì mình phải nói với khách như thế nào? À chị ơi, nếu như có xe thì chủ tôi cũng chia sẻ rằng là gần đây mình hỏi chủ tư ấy, chỗ xe ở đâu thì chúng ta mới có làm được, đúng không em? Đấy, sau đấy thì chúng ta sẽ có phương án để chốt khi mà giải quyết hết vấn đề để chốt, bàn giao và theo dõi tiến độ thu phí bước thứ 8, thứ 9 và bước cuối cùng là chăm sóc khách hàng sau bạn. Thì đây là có 9 cái quy trình chăm sóc khách hàng như thế này, thì các em nhớ lại cái gen được công việc nó như thế nào nhá. Chắc chắn chị rất mong muốn rằng là các em nên nhớ những từ khóa này để khi sau này bản thân các em khi đi đào tạo, đi training cho bất kỳ ai, em nhớ và các em sẽ cai gen từng bước. Bước này điều tra cái gì em chi tiết ra thì em rất dễ nhớ. Còn nếu như mình không nhớ, mình cứ làm theo bản năng của mình nhé, thì chắc chắn là mình sẽ không thể đào tạo được đó nhá. Rồi vậy thì bây giờ chúng ta cần phải biết bạn đã đo lường công việc chăm sóc khách hàng của mình chưa, hiện tại bạn đã làm chưa. Đây chỉ một số cái sự kiểm soát mà cái này vừa chị đúc kết và vừa chị đọc trong sách nha. 12 từ chiêu bán hàng nó rất hay, chi tiết vô cùng luôn. Cái đầu tiên này, kích cỡ trung bình của mỗi cuộc bán hàng của bạn là bao nhiêu. Mỗi một tuần, mỗi tháng, mỗi năm bạn cần bán được bao nhiêu sản phẩm cá nhân để kiếm được thu nhập tự nhiên mong muốn. Rồi thì chúng ta có một công thức đó là em nghĩ rằng là em có 24 khách hàng thì em chốt một deal, đúng không ạ? Đó là những cái mà chúng ta cần phải nắm được. Vậy thì câu hỏi thứ hai mà chúng ta cần phải nắm được là bạn cần gặp gỡ bao nhiêu khách hàng tiềm năng, bạn sẽ cần phải liên hệ với bao nhiêu người để có cuộc gặp gỡ cần thiết và khách hàng tiềm năng thực sự nhỉ? Tiềm năng thực sự 5, 10, 20 cuộc gọi để họ là khách hàng tiềm năng. Chúng ta có đến được không ạ? Ví dụ như ngày hôm nay mục tiêu của chúng ta có 3 khách hàng đi xem và chúng ta gặp gỡ họ đấy. Nhưng để có 3 khách hàng đi xem, bạn biết bạn phải telesale bao nhiêu người không ạ? Bạn biết bạn phải cần làm những gì đối với những khách hàng này? Còn đến không? Chưa ta? Đến không? Nghĩa là đến cái sự mà mình... Đúng nhá, bây giờ nhá, lời chào hàng, tôi chỉ nói đấy. Để khách hàng đi xem thì các em phải có lời chào, đúng không ạ? Lời chào đối với khách hàng. Thì hiện tại chúng ta có đến được điều đấy không? Đây là cái cách mà chúng ta biết được là vì sao chúng ta có phải đo lường, giống như Mai hỏi là tại sao chúng ta phải làm nhiều cái phần một cục thế. Nhưng đó là để giúp chúng ta đến được cái đo lường được chúng ta có bao nhiêu khách hàng đấy. Hiểu không chị không? Đó. Thì Tuân hiện tại có đến như thế không? Em không tổng kết cái đấy chị. Không tổng kết? Thì chị đến là xem gửi bao nhiêu mặt hàng. Nhà hàng đây xem đã gửi hết cái file này chưa? Đúng rồi. Anh hàng sẽ gửi hết chưa? Thế thì hôm nay chị đưa cho các em thêm một cái tư duy mới vì chúng ta đang học về khách hàng đấy. Thì chúng ta sẽ biết được là à, chúng ta đưa ra công thức nhưng chúng ta phải nhớ được là bạn cần gặp gỡ. Ví dụ như ngày hôm nay tôi muốn 3 khách hàng đi xem, tôi đã gửi lời chào hàng đến bao nhiêu người. Ví dụ như là bạn chỉ cần gửi lời chào hàng đến 10 người đã có một cuộc gặp,
đúng không ạ? Ví dụ như cái dự án ở chỗ Linh Đàm như thế thì em gửi mặt bằng cho khách, nhưng em chỉ cần đã là gửi dự án này còn gửi khách hàng không gì thì em gửi đến 10-12 khách hàng, nhưng có một khách hàng bị dẹp đó là mình đến rồi, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta cứ nên thực hiện, chúng ta đến như thế này chúng ta nắm được thì đây là công thức mọi người cần phải đếm. Tức là kinh doanh là trò chơi của con số, cho nên làm bất kỳ một cái gì chúng ta đều phải có số lượng và đo lường được, đúng không ạ? Đấy thì chúng ta cần phải biết được để chúng ta tiếp tục. Ví dụ như chúng ta muốn có 2 khách hàng đi xem trong tháng này, trong tuần này tiếp, thì chúng ta cần phải tiếp tục mời chào bao nhiêu khách hàng nữa để có được những cái lời đồng ý đi xem chúng ta, đúng không ạ? Hoặc là như mai chẳng hạn em gọi đến cuộc 50 cuộc mà em không có một khách hàng nào, vậy thì em cần phải gọi bao nhiêu cuộc nữa thì để có được khách hàng, đúng không ạ? Mình cứ lâu lâu thôi, mình gọi thôi, hiểu chưa? Đấy, mình không nản vấn đề gọi điện. Rồi cái này là thứ ba, là bạn phải thực hiện bao nhiêu lời chào hàng với những khách hàng tiềm năng để có được những giao dịch thành công mà bạn cần đạt được mục tiêu của mình. Nó rất rõ đúng không ạ? Nó nói mình rất rõ đây là kiểm soát công việc của mình nha. Bạn phải thực hiện bao nhiêu lời chào hàng với những khách hàng tiềm năng để có được những khách hàng thành công. Cái thứ năm đó là bạn cần phải biết bạn nói chuyện với bao nhiêu người để có được bao nhiêu cuộc hẹn, để thực hiện được bao nhiêu bài chào bán, đúng không ạ? Bao nhiêu buổi chăm sóc khách hàng, từ đó có bao nhiêu giao dịch thành công mà kiếm được bao nhiêu tiền. Tức là giữ báo cáo chính xác đo lường hàng ngày, nó đều có câu hỏi ngược lại cho mình. Ví dụ ngày mai tôi cứ làm việc triền miên nhưng cuối ngày làm gì ạ? Đo lường. À hôm nay mình chào được bao nhiêu khách ạ? Hôm nay dự án ở Linh Đàm mình chào được 12 khách, có một khách hẹn đi xem này. Hôm nay mình làm được một PS gửi cho một khách văn phòng 5 vị trí này nhưng họ không nói gì này, đúng không ạ? Thì những cái này chúng ta đều phải có một con số rất đo lường, đây là kiểm soát hành động của bạn mỗi ngày, đúng không ạ? Đó, thì đây là cách làm. Vậy thì từ những cái quy trình trên em, bên cuối chị sẽ có những kết quả để đầu ra cho em hiểu được mình đang ở mức độ như thế nào. Đó là những khu vực kết quả chủ chốt, đúng không ạ? Từ chúng ta có 9 bước ở bên trên em nha, 9 bước này này, nó cực kỳ mật thiết, nó bên dưới này, nó cũng người sale tự đánh giá này. Đúng rồi. Thứ nhất đó là tìm kiếm, thứ hai xây dựng mối quan hệ và sự tín nhiệm, thứ ba xác định vấn đề, đưa giải pháp, đáp lại những phản hồi, kết thúc bài chào bán. Theo như em, phần tìm kiếm khách hàng này nó sẽ ứng với cái bước mấy của trong quy trình? Chân thương khách hàng vào bước 1 đi, đúng không em? Bước 1 nha. Vậy thì bây giờ để làm được này, các em cho thang điểm từ điểm 10 đến điểm 1, các bạn được đánh giá cho chị nha. Tìm kiếm này, kỹ năng tìm kiếm của bạn được mấy điểm này? Điểm 10 là gì ạ? Đồng nghĩa với việc bạn đã có tất cả những khách hàng tiềm năng bạn đang có. Còn điểm 1 là gì ạ? Nghĩa là bạn chẳng có một khách hàng tiềm năng nào mà cũng không biết mình nói chuyện với ai tiếp theo. Có ai trong điểm 1 không? Và có ai điểm 10 không? 10, rắn lại như là rồi các em cứ lượt nhá, chị đang tăng giả. Đấy, mình nước thang từ 1 đến 10 mà. Mình có thể ở đấy. Vì sao chúng ta cần phải có nước thang này? Giống như người tăng cân họ cần biết họ giảm cân bao nhiêu, đúng không ạ? Cái mốc bao nhiêu. Vậy thì chúng ta khi mà từng cái quá trình của chúng ta làm việc ấy thì chúng ta đều phải đo lường và đến mình đã đến được cái mức xuất sắc chưa. Nếu như chưa thì chúng ta luôn luôn phải học tập không ngừng nó làm như vậy. Nên vì sao nó có cái thang điểm để chúng ta đo lường như vậy. Vậy thứ hai, xây dựng mối quan hệ và sự tín nhiệm đối với khách hàng, đó chính là cái gì ạ? Đó chính là bước thứ mấy ạ? Bước 1 là tiếp cận, bước thứ hai là gì ạ? À, bước thứ 1 là tìm kiếm, bước 2 là tiếp cận. Tiếp cận giúp cho mình xây dựng được mối quan hệ và sự tín nhiệm với khách hàng, đúng không ạ? Vậy thì điểm 10 là gì ạ? Đồng nghĩa là bạn tiếp xúc thành công với hầu hết người bạn nói chuyện, họ thích bạn hoặc bạn cũng thích họ. Còn điểm 1 là gì ạ? Là bạn không thích cái gì? Không thích khách hàng của mình và không thấy thoải mái khi nói chuyện với họ và không biết nói chuyện gì với họ tiếp theo. Và lần thứ hai thì có ai ở phần này không? Xây dựng mối quan hệ và tín nhiệm với khách hàng. Cái có hiểu khách hàng vẫn thích nhưng vẫn phải tương tác, thì có hiểu giống như là họ tương tác mình vài lần hay là mình nhưng mà vẫn phải tiếp tục tương tác không đến mức mà là không nói chuyện với họ. Ừ, đấy tức là mai là nó là giai đoạn nào, mai là giai đoạn nào đây này, chị hôm này bạn không thích khách hàng Việt Nam của mình, bạn không thấy thoải mái khi nói chuyện với họ, bạn hiếm khi có được cơ hội gặp họ lần hai. Vậy bạn có cho mình là việc giỏi cho mình xây dựng mối quan hệ không? Tức là em sẽ được điểm 5 thôi. Có những người thì em rất là báo chắc, nhưng có những người mà khó chịu quá em nghe đổ máy ạ. Thế thì bây giờ có một lời khuyên, người khó chịu quá như thế nào là người khó chịu? Do họ khó chịu hay là do mình nói chuyện làm cho họ khó chịu? Các em đặt câu hỏi được chưa? Câu hỏi của này của Mai gặp trường hợp ngày xưa của Tuân, ngày xưa của Vũ hay Tử Linh ngày xưa. Em vào khách hàng không niềm nở với em bỏ luôn. Tức là em rất nhiệt tình với họ, em chăm sóc họ, mà tại sao họ không làm với em? Đúng ạ, câu hỏi này nó giống câu hỏi của Tuân ngày xưa khi mà Tuân vào đây làm. Đúng rồi. Đúng ạ,
đúng không? Mai trả lời là mai và khách hàng nào thì thoải mái em thoải mái, và khách hàng nào mà cảm thấy khó chịu là em thôi em không chăm sóc nữa. Vậy thì cái từ kết luận ở đây là gì? Bây giờ chỉ nói với em là cách xây dựng mối quan hệ đối với người lạ, cái này bằng cách là mai sẽ học thêm các kỹ năng để xây dựng mối quan hệ với người lạ. Không ai là khó chịu như mình hết, có thể là mà họ sẽ khó chịu khi nói chuyện mai, nhưng nếu như chị nó gọi điện, em nghĩ rằng họ khó chịu không? Có thể có rồi, không tùy lúc tùy cảm xúc của người ta ấy chị. Thế thì chúng ta sẽ đặt vào cái câu chuyện như này. Theo nguyên tắc giao tiếp kim cương ấy là hãy nói theo cách mà họ muốn được giao tiếp. Còn nguyên tắc giao tiếp bình thường ấy là nói theo cách mà mình được muốn được đối xử. Ví dụ như em muốn em được mọi người yêu thương em thì em sẽ đối xử với Tuân cũng yêu thương. Nhưng đây là Tuân đang như thế nào? Đó là cách giải thích nha. Khi các em học dần dần lên, tức là cái kỹ năng này đó là cái kỹ năng, một cái kỹ năng mà xây dựng mối quan hệ như chị đang nói là sẽ khó các em ở hình dung ở đây. Nhưng tức là mình muốn xây dựng mối quan hệ uy tín hoặc xây dựng mối quan hệ đối với ai thì mình sẽ phải giao tiếp theo cách mà họ muốn được giao tiếp. Ví dụ như em nghe điện thoại em có đoán được người đấy nó là tính cách gì hay không? Em có hiểu người này đang gặp vấn đề gì hay không? Khi nhấc máy lên em có biết được là anh này đang ngủ hay đang họp không? Khi gọi điện em thấy anh này nó là người niềm đó hay là mình sẽ xử lý nó như thế nào không? Thì đó chính là những từ khóa. Nếu như em biết hỏi những câu đấy thì em sẽ biết tự nhiên đi tìm những từ khóa. Còn nếu như mình không hỏi thì mình sẽ không biết cách đi tìm những từ khóa đâu. Ví dụ như là gặp anh này khó tính, anh này khó tính vì sao nhỉ? Mình gọi điện anh cứ trả lời bốc chát, ABC kiểu, thì ông này ông như thế nào nhỉ? Lần sau mình vào đấy nó ra sao? Các em hiểu chưa ạ? Tại vì mọi người lạ đối với mình họ như chẳng ai biết đấy hết, nhưng cách bạn vào đề nó như thế nào, cách bạn giao tiếp với họ như thế nào, đúng không ạ? Đó, đó là cách mà chúng ta cần phải học. Và đến bây giờ của chị cũng đấy, khi mà chị đi xây dựng mối quan hệ, chị không nhận chị là một mối quan hệ xây dựng mối quan hệ giỏi đâu. Và nhiều người ngoài kia họ cực kỳ siêu quen, chị đi tham gia vào bên hai gặp được chị mắt luôn rồi, chị rung luôn, chị gặp chị ấy, một người quá đẳng cấp trong vấn đề giao tiếp, họ cực kỳ nền nào tất cả mọi người, nhưng sau đấy họ bắt đầu tìm tê nói chuyện, mình học một cách như vậy để mình biết cách giao tiếp như thế nào. Gặp một người tự nhiên gặp Vũ Út, chị sẽ không nói theo cách mà chị muốn được Vũ Út giao tiếp với chị. Chị sẽ hỏi một vài câu hỏi trước, em thích điều gì, mong muốn gì, trao đổi với họ trước, sau đấy họ cởi mở lòng với mình. Thì tự nhiên mình xây dựng vài lần đấy, đấy, lần hai nói chuyện rất dễ. Hay là gặp Tuân, gặp Hương, Hương một người hướng nội chẳng hạn, mình không thể nói chuyện với một người hướng nội như kiểu người hướng ngoại được, đúng không ạ? Thì đây chính là cái kỹ năng về xây dựng mối quan hệ của với người lạ. Đây chị nói nha, xây dựng mối quan hệ và sự tín nhiệm. Thực ra là cái lúc này rất là quan trọng để giúp cho chúng ta khách hàng của chúng ta có tiếp tục làm việc được với chúng ta hay không, đúng không ạ? Đấy, thì cái này sẽ có những cái bài ví dụ như là ở Vita của chúng ta cũng bài đào tạo về 7 cách xây dựng mối quan hệ với người lạ này, hay là những cái khác để chúng ta có một bài học để chúng ta học. Rồi cái thứ ba là xác định vấn đề của khách hàng, đúng không ạ? Vấn đề này thì nó sẽ nằm ở trong quy trình của mấy bên này. Xử lý khai thác thông tin. Khai thác thông tin, xác định vấn đề của khách hàng nó nằm ở cái đúng rồi, khai thác thông tin thì chúng ta mới giới thiệu sản phẩm đến cái bước ba rồi, đúng không ạ? Vậy thì vấn đề ở đây là gì? Phải nắm được khách hàng của bạn cần gì, chứ không thể là nói là tôi đang có sản phẩm linh đẳng đẹp lắm, nhưng chúng ta cứ thao tác bất tuyệt nói về cái điều mà chúng ta mong muốn. Hay là khách hàng gọi điện đến cho mình, khách hàng mong muốn là tìm một cái chỗ nào mà không có chỗ để xe mà chúng ta không khai thác được gì, mà chúng ta cứ thao tác bất tuyệt là cái tòa nhà Nikolai đẹp lắm ạ, màu xanh biếc, đúng không ạ? Rồi ABC rất là nhiều cái điểm ưu điểm nhưng không đúng vào trọng tâm thì chúng ta không làm được. Cho nên chúng ta phải xác định được vấn đề là gì. Đó là bạn đến 10 là bạn hiểu từ khóa mà khách hàng quan trọng nhất và biết cách giúp đỡ họ. Ví dụ họ nói là chỗ để xe, mình nhấn mạnh ngay khi bài thuyết trình của mình. Các bạn nhà Ecolai em thấy trong các vị trí người cho anh thì có tòa đấy là đẹp nhất vì chỗ xe rất rộng, ABC. Mình nhấn lại xong những cái điều khác mình nói tiếp theo. Hoặc là còn mình một là gì ạ? Bạn không biết khách hàng mặt muốn gì, đối đầu họ gì mà không biết lần tiếp theo. Để các em biết được là mình chấm điểm nha, đang đấy. Tức là có một khách hàng nhưng mình không phát hiện được vấn đề của họ và không biết nói gì với họ. Đây chính là cách chúng ta làm. Và thứ tư chúng ta là đưa ra giải pháp. Đưa ra giải pháp đúng là lúc chúng ta thuyết trình giải pháp của mình. Bài thuyết trình của bạn trôi chảy, chuyên nghiệp, giàu sức thuyết phục là điểm 10. Còn điểm 1 là bài thuyết trình của bạn lộn xộn và không rõ ràng chút nào. Đó là do cách mà bạn khi bạn nói đấy, bạn đứng lên bạn nói và trao đổi thì mọi người cũng không hiểu được cái bạn nói như thế nào. Thì chúng ta có những cái giải pháp. Vậy thì đáp lại những cái phản bác của khách hàng thì chính là cái bước mà chúng ta xử lý lời từ chối, đúng không ạ? Và khách hàng luôn đúng theo quan điểm, nhớ một từ keyword này, khách hàng luôn đúng theo quan điểm khách hàng, vậy bạn cần làm gì, đúng không? Trong đấy chị có một cái bài biến những từ chưa bán thành bán được trong cái video của chị ấy. Đó là ai cũng sẽ đúng theo quan điểm của người thôi, nhưng chúng ta lắng nghe, chúng ta có thể đồng cảm nhưng chúng ta có thể không đồng tình với họ, đúng không ạ? Vẫn được quá để không bao giờ tranh cãi với khách hàng. Vậy thì chúng ta cần việc suy nghĩ thấu đáo về câu hỏi của khách hàng, và bạn đã có sự phúc đáp đầy thuyết phục đối với câu hỏi của họ
đó là điểm 10. Còn nếu như mà còn điểm 1 là gì ạ? Bạn không biết trả lời như thế nào, khách hàng hỏi. Đấy, thì từ cái nước hàng này, những cái này đó là chính cái trong công việc của chúng ta sẽ hàng ngày chúng ta xảy ra đó. Thì nếu như khách hàng nào hỏi câu nào mà chúng ta cũng có thể giải quyết được ấy, mà khách hàng cảm thấy happy, vui vẻ ấy, thì chúng ta là người rất là siêu rồi đấy. Nhưng còn cái nào mà khách hàng hỏi chúng ta không biết trả lời hoặc trả lời cỡ đúng ấy, là chúng ta cũng phải xem lại, đúng không ạ? Rồi, cái thứ 6 là, bước 6 là kết thúc bài chào bán này. Là lúc trước sale khách hàng luôn muốn nói chuyện với bạn. Và điểm 10 là gì ạ? Kết thúc bằng một cuộc hẹn gặp hoặc một đơn hàng. Ví dụ như là kết thúc xong hoặc là sao họ muốn gặp lắm. Ví dụ anh Haruka, anh Harusa chẳng muốn gặp tuần quá thì là gì, đúng không ạ? Nhưng có một khách hàng không bao giờ muốn gặp lại. Ví dụ như vậy, đúng không ạ? Rồi còn điểm 1 là gì ạ? Bạn lo lắng, hoang mang, không biết chốt sale thế nào hoặc nói gì làm gì họ và cũng không biết là phải làm thế nào. Thì đây là kết thúc bài chào bán. Và bước thứ 7 đây là những kết quả đây nè. Các bạn nhớ chỉ là những cái từ khóa này nó giúp cho mình hiểu được kết quả những quá trình làm đấy. Còn không ai cũng giúp cho mình đâu. Nhưng hôm nay chị cũng rút ra quá trình mình làm đấy. Là bán lại và giới thiệu. Bạn sẽ làm gì là những ấn tượng khách hàng dành cho bạn và họ gửi cho bạn feedback và giới thiệu cho bạn họ và họ làm lại giới cho bạn. Đúng không ạ? Nên vì sao chị hỏi các em là luôn luôn đi bán hàng các em phải xin vào feedback. Nhưng họ yêu quý mình họ mới gửi feedback. Còn nếu không yêu quý không bao giờ gửi được. Vậy thì điểm 10 đó là gì? Họ mua lại tức là lần sau tiếp tục họ dùng sản phẩm mình hoặc là họ sẽ giới thiệu bạn bè cho bạn. Nhưng còn điểm 1 là gì ạ? Sau khi mua một lần mà họ không muốn liên lạc với bạn nữa. Các em thử đếm trong quá trình nhân kinh doanh xem có những khách hàng mà đã dùng sản phẩm của dịch vụ của mình rồi nhưng là sao họ không muốn gặp mình, không thể liên lạc với mình nữa không? Có không? Em chưa. Chưa? Xây dựng quá tốt không? Vũ khách hàng nào thấy không? Chưa. Happy quá. Yeah. Có những khách hàng đấy thì chúng ta đang ở cái level như vậy. Chúng ta đang điểm 1 là điểm quá thấp rồi. Đấy. Nhưng mà chúng ta đến được cái mức mà đến ai cũng giới thiệu khách hàng của chúng ta chưa? Chưa đúng không ạ? Đấy thì chúng ta đang phải đến cái hướng đến điểm 10 như vậy. Vậy kết luận này, trong 7 khu vực kết quả chủ chốt quan trọng trên, bạn cho mình kém nhất ở khu vực nào? Kỹ năng mà bạn trở nên thực sự xuất sắc sẽ ảnh hưởng đến việc bạn bán hàng của bạn. Vậy thì chị hỏi trong 7 khu vực kem nào tốt nhất hoặc là kém nhất ở cái khu vực nào? Khu vực thứ nhất đó là khu vực tìm kiếm khách hàng. Khu vực thứ hai là xây dựng mối quan hệ. Khu vực thứ ba là xác định vấn đề. Thứ tư là đưa ra giải pháp. Thứ năm là đáp lại những phản bác của khách hàng. Thứ sáu là kết thúc bài chào bán và thứ bảy bán lại và giới thiệu cho mình. Thì bạn muốn thấy mình kém ở khu vực nào? Hay khu vực nào mình hoặc trung bình? Đương nhiên là trung bình có, nhưng mà trong 7 khu vực đấy thì mình phải có một cái mà mình cảm thấy. Em sẽ tìm được cái kém nhất. Là cái nào? Vũ thì sao? Em nghĩ là tìm kiếm em chưa làm thật sự tốt. Với cái bước cuối cùng là bước 7 thì mình vẫn chưa mạnh dạn với việc mà mình xin feedback khách hàng. Nên mình sẽ cần cải thiện. Đúng rồi. Thực ra cái này nó chỉ mục đích là giúp cho bạn hiểu được bên trong của bạn thôi. Chứ không ai đánh giá chúng ta đâu. Mà chúng ta hiểu bên trong và chúng ta đi tìm câu trả lời. Khi chúng ta biết rằng là mình xin feedback thì lần sau mình làm nhà để mình xin feedback dễ ăn hơn. Hay là mình mở lời với họ nhiều hơn. Đúng không ạ? Đó. Bạn tôn chưa nhìn nào? Chỉ xuống bên dưới vậy. Cứ giải pháp. Đây là cái hai cái yếu của em chắc là xác định vấn đề với giải pháp thì nhiều khi mình vẫn chưa khai thác hết được khách hàng như thế nào. Và đưa ra chọn những cái phương án tốt nhất thì em vẫn phải hỏi anh chị nhiều. Còn Mai thì sao? Em thì chưa được những cái bước 6-7 nhưng mà những cái bước 1 như là tìm kiếm công ty khách hàng thì em hỏi những cái diện tích hoặc là nó sẽ rất là ok nhưng mà cứ hỏi thì tôi nghĩ là còn nhưng có không có ông nữa. Cái này nhiều nhá. Tìm kiếm ở đây là kỹ năng bạn tìm kiếm được khách hàng lạ. Ví dụ như một tháng chúng ta đang có 24 khách hàng, có những đợt chúng ta chẳng tìm được khách hàng nào, 5 lần khách hàng. Mình thì hiểu nhá, kỹ năng tìm kiếm của bạn được mấy điểm, tức là đồng nghĩa với bạn đã có tất cả những hàng tiềm năng, hoặc là bạn không tìm được một khách hàng tiềm năng nào và cũng không biết cách nói chuyện với khách hàng tiềm năng đấy. Kỹ năng tìm kiếm ấy nó là như vậy, chứ không phải là chúng ta có một khách hàng chúng ta khai thác thông tin nhá. Khai thác thông tin nằm ở cái bước xây dựng mối quan hệ nhá. Khai thác thông tin là em nằm ở bước xây dựng mối quan hệ. Khi em có một khách hàng rồi và em xây dựng mối quan hệ với khách hàng đấy, đúng không? Em bị ấy bước nhầm bước đấy, em bị bước mà bước thứ ba ấy, xác định vấn đề và nắm được khách hàng cần gì. Ok. Còn tìm kiếm thì em đang tốt thì cũng được và bạn em cũng đã được rất là nhiều khách hàng. TDC thì càng về sau thì khách hàng TDC mang về cũng được nhiều hơn. Lúc đầu không có nhưng từ sau về em TDC lại danh sách thì lại có. Vẫn dùng danh sách đấy nhưng mà lúc đầu không được nhưng lúc sau TDC lần 2 lần 3 lại được. Okay. Chị thấy được đúng không? Rồi ok. Thế thì cái bước này chị chỉ muốn nói cho em là chúng ta đưa ra những phương pháp để chúng ta làm. Còn đối với bản thân chị nghĩ là chúng ta thiếu nhiều trong các bước nhưng quan trọng cái bước tìm kiếm khách hàng của
quan trọng, đúng không ạ? Chúng ta có tìm kiếm được khách hàng ngon, được khách hàng ngon chúng ta chốt mới dễ. Khi bạn có kỹ năng rồi nhưng bạn tìm kiếm thì sao, chúng ta có thể mở rộng mối quan hệ, cứ phải đi A B C, phải đi giao lưu kết nối, cứ phải đẩy marketing, đúng không ạ? Thì cái bước tìm kiếm là cái bước mà chúng ta phải luôn luôn học. Nhiều sale vào đây không biết mai hay là bất kỳ một thành viên nào có đặt câu hỏi là làm nào để tìm được khách hàng. Em hôm nay chẳng có hàng nào cả, ngày hôm nay chả được khách hàng nào cả, đúng không ạ? Nếu như các bạn thấy được cái điều đấy, các bạn sẽ đi tìm kiếm. Đi tìm kiếm đúng không ạ? Như chị nói đấy, chị phải đi giao lưu này, phải đăng tin marketing này, phải làm video marketing này, mục đích là để tìm kiếm người mới, mục đích để ra viral để cho người khác hiểu được là mình đang làm cái điều gì, đúng không ạ? Thực ra cái chủ lực này ấy, thì đều là những cái mà để chúng ta biết được là chúng ta đang yếu điểm nào và chúng ta đang phải phát triển cái điều này như thế nào. Đến một giai đoạn đấy chúng ta biết được à, cái việc này nó cũng quan trọng, chúng ta sẽ phải đi học, đúng không ạ? Hoặc là xây dựng mối quan hệ cũng vậy, xây dựng mối quan hệ cực kỳ quý giá luôn. Những khách hàng mà ví dụ như là cái hàng như Tuấn Miniso đi, bây giờ làm thế nào để xây dựng mối quan hệ với Tuấn Miniso? Chị nói thật với em, chúng ta không quan tâm về đạo đức của bạn ấy thì bạn ấy mình đã tiếp xúc bạn ấy đâu, biết đâu bạn ấy gặp mình còn vấn đề về tiền bạc ai chẳng muốn. Chị nói thật thế, đúng không ạ? Nhưng chúng ta đang nói về vấn đề là thế nào để xây dựng bạn ấy là một khách hàng rất lớn. Bạn ấy chốt một deal, bạn ấy có thể chốt 200 triệu. Một khách hàng 200 triệu như vậy mà người ta cũng rất là tài giỏi, người ta biết được chọn một người ấy nhỉ. Bạn làm bất kỳ một công ty nào đều đang là những top đầu của người đấy. Vậy chúng ta làm thế nào để xây dựng mối quan hệ với người đấy? Rồi làm thế nào để xây dựng mối quan hệ đối với anh Quân Mi? Làm thế nào xây dựng mối quan hệ anh Bánh Tráng Giang Mỹ? Em có đặt câu hỏi như vậy không? Còn nếu như trong khả năng của mình ấy, mình xây dựng mối quan hệ với những cái khách hàng tức là anh tìm anh Sanco, anh gì đấy rất dễ, đúng không em? Anh Apollo rất dễ. Nhưng đó là họ đang là nhân viên đi phát triển mặt bằng. Còn đối với những người mà trực tiếp là director là sếp thì mình làm thế nào để xây dựng mối quan hệ không? Đó là một cái nghiệm của em. Nếu các em chưa đặt câu hỏi đấy đúng, nên các em chưa tìm được câu trả lời đúng, đúng không? Có phải ai muốn nói chuyện với mình không? Họ gặp mình muốn nói chuyện không? Đấy thì chị đang muốn trao đổi với em về một số cái kết quả chứa như vậy. Thì bây giờ qua cái bài này chị đưa ra cho các em hiểu là vấn nạn mình đang ở đâu và mình cần phải đo lường như thế nào. Đó. Và cái nguyên tắc để bán hàng thành công và cái cuối cùng chị đưa ra đó là không bao giờ làm phế của bạn bị rỗng, đó là luôn tìm kiếm khách hàng bằng mọi cách, mọi phương tiện viral cho bạn, đúng không ạ? Cái thứ hai là bạn càng bị từ chối nhiều bạn càng thành công. Đừng sợ lời từ chối, có sự trải nghiệm chúng ta mới làm được. Cái thứ ba là gì? Phương pháp 100 cuộc điện thoại. Như là sao? Cứ khi nào gọi 100 cuộc mà không có người ấy thì chúng ta mới càng buồn. Còn 100 chưa đến 100 mà gọi 20 cuộc mà chúng ta đang nản rồi thì chúng ta đừng nghĩ được đấy. Tại vì đây là thống kê trong khoa học. Đối với những người bán hàng họ đều có cái thương năng như thế này. Và cái thứ tư là càng nhiều kinh nghiệm khách hàng sẽ càng lớn như thế này. Bạn chỉ có thể bán hàng theo mức độ hiểu biết và trải nghiệm của mình. Cái này các em cứ nghiệm mà ra. Các em hiểu biết càng nhiều thì khách hàng các em dễ nói chuyện và các em chốt sale càng dễ. Nó chắc chắn luôn. Thế đấy là một số cái từ key mà chúng ta khi mà bán hàng thành công. Vậy thì cuối cùng cái bước mà chị muốn nói với các em đó là chúng ta lập list danh sách khách hàng mục tiêu hàng ngày, viết ra giấy và làm gì với họ, viết nhật ký với họ như chị nói ấy. Và luôn biết mục tiêu của mình thu nhập doanh số bao nhiêu để quay từng ngày. Thì đây chính là cách mà từ cuối cùng mà chị đưa ra cho các em đó là làm thế nào để nhớ được hàng sâu vào đâu. Và hiện tại chị đang áp dụng, tức là chị có 20 cái hàng mục tiêu, chị ghi rõ luôn cái hàng mục tiêu và ngày nào, hôm nay làm gì với họ để chúng ta không bao giờ bị quên nó, đúng không? Còn cái nguồn cũng vậy, nếu mà cái nguồn chúng ta làm tương tự nó như vậy, đúng không ạ? Đó, thì đây chính là cái bài training ngày hôm nay để làm thế nào để chúng ta có được khách hàng và chúng ta đo lường công việc ngày của chúng ta. Và chị hy vọng rằng là với cái sự cam kết của em, với cái mục tiêu của em đề ra và chắc chắn rồi ngày 1 tháng 6 ngồi đây chúng ta sẽ ngồi với nhau bằng con số đó, chứ không phải nói với nhau là bằng là em không có vì em nghĩ rằng là em không đạt và chúng ta cảm thấy bình thường. Chúng ta không đặt mục tiêu mà chúng ta không đạt được mục tiêu chúng ta cảm thấy cực kỳ say sức em ạ. Chứ thật nếu chúng ta vẫn nhiều lần, đúng không ạ? Nên là chúng ta phải hành động quyết liệt nha. Ok, chúc mọi người có một cái phần của tháng 10 vừa qua. Rồi. Biết bài đào tạo kiến thức thì nó sẽ cảm thấy vô cùng nhàm chán, nhưng đó chính là nó là một trong những từ khóa và chỉ hy vọng là các em phải break cao lên và rèn luyện cho mình một thói quen là học và viết. Và ở đây thì chưa thấy bạn nào viết trong sách, nhưng lĩnh ngộ kiến thức đó là cái phương pháp học chúng ta đã học được. Học và viết lần sau một người đứng chị thay vì chị nói về phương pháp này thì các bạn đứng lên các bạn nói các bạn sẽ hiểu rất sâu. Và nếu các bạn chỉ nghe và bạn không nói được, không chuyên lên được thì các bạn cũng không làm được cái gì, đúng không ạ? Nhá, ok, chúng ta sẽ ngồi đây. Và đưa cái video của chị này.